Rồi, hello anh em trong ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì Sớ Đồ Họa Thiên Kim cũng có gửi lên em mình một video gồm có 22 mẫu combo nha anh em. Hôm nay thì mình combo xả hàng giá rẻ cho anh em. Đó. Thì anh em có thể mua về sử dụng hoặc là bán lại gì cũng ok hết nha anh em. Giá rất là phải chăng. Đặc biệt mấy cái combo mấy cái phiên mà mình combo thì giá nó rất là rẻ cho anh em. Đó. Có thể nó rẻ hơn bình thường rất là nhiều. Thì cách thức mua bán của mình vẫn như cũ nha anh em. Anh em mua hàng thì anh em liên hệ số điện thoại của mình nha anh em. Đó. Thì anh em tin tưởng anh em cọc anh em chuyển đủ nhé thì anh em được free ship nha anh em, nó bất kể cái đơn hàng nào giá bao nhiêu thì anh em chuyển đủ sẽ được free ship, hoặc là anh em cọc cho mình 30% đơn hàng nha anh em. Đó, như anh em mua hàng ở xa thì mình có hỗ trợ thêm tiền ship cho anh em nè. Đó. Rồi mình lên con đầu tiên cho anh em mình luôn nha. Thì mình cũng nhắc lại là anh em mua hàng đừng có bình luận trên video nha anh em. Có một số anh em là bình luận mua hàng trên video thì anh em mua không được đâu, tại vì anh em bình luận nó khó mà quán. Tốt nhất là ai cũng xài điện thoại hết rồi thì mình coi được cái clip đó thì mình đang xài điện thoại thông minh rồi, hoặc là mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin gì tùm lum kiểu cho anh em, chứ anh em bình luận mua trên đó thì nó khó đó. Ví dụ như mình review tới cái mẫu này đi thì anh em chụp màn hình lại nó, hoặc là em chụp cái mã này lại, hoặc là anh em nhắn tin cái mã số này qua đó. Ví dụ như anh em không có xài Zalo thì anh em nhắn tin cái mã số hoặc là tôi đặt mua mẫu combo 5 đó, hoặc là đủ thứ cách mua hết thì anh em đâu cần phải bình luận trên video anh em đó. Rồi mình lên cái combo đầu tiên cho anh em mình luôn nha. Combo 1, combo này có giá 400 nha anh em. Đó. Ví dụ mình quay tới về anh em nó chụp cái màn hình lại. Anh em gửi qua cái Zalo. Mua rất là nhanh luôn. Ba con này có 400 anh em, ba con này mặt mày rồi còn mới nha nè. Bán combo chứ đồng hồ còn nhìn mới lắm chứ không phải đồng hồ rẻ đâu nha nè. Còn xài ok hết thôi. Con này Lewis hàng hiệu đó, hàng mà quần quần jean hiệu Lewis đó nè. Con này hiệu SK, hàng này cơ địa thôi, con này anh em nhìn cái vỏ còn mới tinh luôn. Nặng lắm nha. Hàng ok hết thôi. Còn là phi quay của Citizen thì nó quá quen thuộc, thằng này vỏ đồng. Đó, thì ba mã này mình bán 400 thì mình cũng đo xay nhanh lên anh em. Tại vì mấy hàng cỏ này thì nói chung đo cho anh em hình dung được thôi chứ không cần đo kỹ gì đâu. 32. Con này 31. Sao nhìn con này nó bự hơn con 32 không biết sao, không hiểu nói. Đó anh em, con này bự hơn rõ ràng. Còn con Lewis này, con này hàng hiệu đó anh em, con này hàng xịn đó. 32 nè anh em mình thấy không? Hàng Nhật đàng hoàng nha anh em, chứ không phải hàng tào lao bất giác gì đâu nha, nhìn mới tinh đó. Vỏ nó như vỏ đá vậy. Thì dây nó có cũ thì anh em về anh em túc tác rồi thêm dây nhựa đồ, chứ mình bán giá rẻ thì anh em cũng không đòi hỏi là dây mới dây cũ, có dây gì bán dây đó thôi. Có ba con này 400 ngàn thì anh em bán hai con là đủ tiền rồi, còn lại 1 con 400 ở combo 1 này. Bán xả bớt còn nhiều quá. Combo 2 gồm có 3 con nha anh em. Combo 2 này có giá là 350k. Ba con thì ba con này cũng mới nhập hết thôi nha nè. Đầu tiên là con này mặt nó có lá cờ đẹp lắm nha, mặt kính còn nguyên đẹp hết nha, không có chạy phải chạy xước gì đâu, nó vàng nè. Mặt sau nè, con này thì dây da nha nè, dây xin của nó đó. 32 này 7. Đó, mặt sau đồ mới đẹp nha, quên đo cái mặt thôi. Con này thì Seiko Awareness này quá quen thuộc rồi nè, con này máy bự lắm, máy có ruby luôn á. Này sẽ 31. Thôi đó mấy này đi, này dây đồ còn đeo được mà hơi cũ thôi, nhưng còn đeo ok thôi nha anh em. Tổng thể thì còn khá là ok nha anh em, đó, đồng hồ còn đeo ok hết chứ không phải rẻ chóc gì đâu nha anh em. Con Tenva này đẹp nha, con này xe lớn, con này mặt đẹp. Anh em thấy hàng này vậy chứ anh em đừng tưởng nó dở, anh em chạy mấy Miyuta không.
có con chạy mấy video tàu vàng đó. Con này xe lớn đó nè, đeo ok nha, xe gì gần 38 á, nó bự luôn. Mặt La Mã đẹp nên mở máy thử thử cái hiệu này cho anh em coi nha. Tên qua nè, thấy không, máy Nhật đàng hoàng không đó, máy máy Nhật đàng hoàng không chứ không phải tào lao nha. Thì hàng này anh em đòi hỏi cái máy nó đẹp, nó vàng nó bự thì chắc không có, là nó hàng bình dân mình đeo đeo thêm giờ thôi, có hai kim đó là cá tính nha. Đó, trước sau trái phải đồ mới tinh. Thì ba con này có giá là 350 thôi nè, giá nó quá hợp lý. Bình thường bán con này không cũng 200.000 rồi nè. Đó, mình anh em theo dõi bình thường thì anh em cũng biết cho mình, không phải nó thêm nó bớt nha. Thì này bán như là vừa bán vừa sale rẻ, ba thằng có 350 thôi. Combo 3, combo 3 là 450k nha anh em. Combo này thì nó xịn hơn chút, 450, gồm có 3 con. Con này thì xì xét Win tạc Amba vỏ đồng. Con này mặt cũng chưa chạy xước gì đâu, còn đẹp lắm nha. Đó anh em nhìn cái mông hàng Nhật nha. Hàng Amba có Seiko nha anh em. Dây con này có cũ, vậy nên thay dây nha. Còn con này cũng xịn lắm, Louis Falcao Farao. Thằng này là của Citizen nha nè. Đó, mông nè, còn xi ni lông chưa bóc, stainless steel thép không gỉ. Hàng của Citizen nha nè. Đó, GN0S. Hàng này hàng hiệu đó. Dây thì còn đeo ok thôi. Này mặt mày cong nhẹ nè, thấy trước sau trên dưới đều còn đẹp hết nha. Mình đo xây luôn con này chắc ba mấy thôi, là mình đo ngay chỗ này luôn nè, tới 34 xe 33 34 nha nè. Con này xe khá lớn, nó lớn hơn mấy con kia thôi chứ không lớn gì hùng nha nè. Con này đẹp nè, con này không là bình thường bán con này là 250 rồi. Con Amba này của Seiko nè, vỏ đồng đẹp nè. Con này tệ lắm thì cũng được trăm mấy, 200 rồi đó. Xe 31 chấm mấy luôn. Tiếp theo cái con nữ đẹp này, dây lông bò lông châu gì nè, mặt mày rất là độc đó. Còn mới tinh nha em, nó da băng mố manh là hàng máy Nhật nữa nè, máy chát. Con này xe ngang xe 28 luôn đó. Con này nữ đeo nha, thì bàn này 450 thì anh em thấy nó rẻ không. Con Citizen này với con Amba Seiko này thôi là đủ tiền rồi. Những hai con là lại một con, chưa kể là gì mình bán, có thể là mình bán nâng giá thêm cho những anh em nào mà có tiệm rồi đó. Vì mình lên cộng dây mới là nó mới tin này. Con mua bàn 450k nha nè. Hàng combo 4, combo này có bán giá là 350 nha nè, nó gồm có 4 cái này cũng ngon lắm nè, có mấy con Casio cầm. Anh em chụp cái màn hình lại, anh em gửi qua Zalo của mình nha, nếu mà anh em có chốt hàng nó nhanh lên từ cái cho anh em coi luôn nha. 4 con. Con đầu tiên thì con này nó có 5 kim 1 gốc, mặt sau có 6 nha nè. Mà được cái là hàng xịn đó, hàng 5 kim 1 gốc. Nó gồm có ô lịch ngày và lịch thứ. Thì anh em nào mua về mình sử dụng thôi, xe cũng lớn, có lịch mình coi nha nè. Con thứ nhất thì xe ngang của nó là xe khoảng 35 nha nè. Thì tổng thể đồng hồ còn rất là liền lạc nha, chỉ có nó ghẻ nhẹ sau lưng thôi. Thì tiền nào của nó nha nè, còn đeo được, nó còn đẹp hơn trước. Con Casio này đang chạy bình thường nha nè, vỏ nhựa thôi, xe 33. Vì mình lên cổng dây cái là đeo bình thường. Hàng Casio này thì đó, rất là bền, mua về cho mấy em đồ đeo cũng ngon. Tiếp theo là con hàng Fashion đó. Dây vọng đồ đẹp hết nha, Fashion
Giày phá nguyên dinh Fashion. chạy hai kim thôi nha nè, chạy chuẩn giờ mới tin luôn. C30 con này nam nữ gì vừa tay là đeo thôi. Con cuối cùng là con thứ tư là con này số 8, nó có cái hình cái đầu ba cọng tóc nha nam. Võ con mới tin là nó của Nhật đàng hoàng nha nam. Con này chạy máy Epson của Seiko luôn. Thường em thấy cái dòng máy này là Epson của Seiko nha, mới cáo cạnh luôn nha nam. Con này hàng cũng khá là ok đó, chứ không phải hàng nhập phao đâu. C33 để mình mở máy cho anh em coi luôn. Bây giờ khi anh em thấy cái giá trị của cái đồng hồ, nó cũng rất là thích đó, mình nói đâu có đó đàng hoàng nha nam. Chạy máy Epson của Seiko đàng hoàng nha. Đấy, Epson là thấy không? Epson Seiko máy Nhật. Chứ không phải đồng hồ tào lao nha em. Thấy vậy chứ hàng ngon đấy. Rồi 3 4 này có giá 350. Nhìn tay thì hốt. Bán hai con thì thấy vốn rồi. Còn hai con là lại. Combo 4. Combo 4 nha em. 350k 4 con. Combo 5 380 nha nè. Combo này gồm có 3 chiếc. Để mình combo 5 là 380. Chiếc thứ nhất là con này. Con này hàng cũng xịn, kính thì có chày. Lao shoulder free, con này về thay cái kính là xài ngon nghe nè. Đó, kính xấu thôi chứ dây nhựa đồ zin nguyên hết. Đó. A nè, A stainless steel, hàng thép không gỉ toàn thân anh em. Chạy máy Nhật đàng hoàng, sản xuất tại Nhật luôn. Mông đít sấy đàng hoàng anh em, đó tổng thể đồng hồ còn rất là đẹp. Chỉ có cái mặt kính nó chạy thôi. Thì nó cũng giá cũng bình dân nha nè. Thì hàng này thì xây cũng khá ok, có hai lịch luôn á. Xây 34 gần 35 nha, chắc 35. Điểm bự nhất nó chắc 35 nha nè, đó, chuẩn 35 nha, xây cũng ok đó. Con này về anh em thay cái kiếng nữa là đẹp tuyệt vời luôn. Dây vỏ thép. Lịch đồ còn ngon lành nha. Một con. Tiếp theo là con này thì mới hơn con kia, nhưng mà con này không có lịch. Anh cha tay của Vicod như này, cống nước 13. Mông đít sấy đàng hoàng. Ricoh thì xài rất là bền nha anh em. Đó, Ricoh nè. Con này có thép không gỉ hay gì ta? Stainless steel có nghĩa là thép không gỉ nha anh em. Thì hàng này xe mặt của nó chắc cũng cỡ 35, con này mới lắm. Con này bình thường mình cũng bán 180-200 nha anh em. Đó, C35 hai con cuối cùng là con Seiko. Seiko này rất là đẹp. Seiko này nó xây nó nhỏ thôi, sản xuất tại Nhật luôn nha em, thép không gỉ toàn thân nha. Đó, trước sau trên dưới trái phải rồi còn đẹp hết nha, mặt thì có chày nhẹ thì còn đeo cơ thôi. Con này xây nhỏ về cho mấy bé đeo đi học cũng được, hoặc là mấy chị đeo cũng được. Xây nó có 27 hay nè. Còn nhìn nó hàng chính hãng 27 vậy, 7 ly đẹp không? Đó, nhìn cái mặt nó lồi. Thì ba hàng này có giá là 380 đó anh em thấy không? Cái con có con này, hai con này thép về thay kính, con này cũng thép luôn. Hàng có thương hiệu hết. Thay kính cái con đó nữa là ngon rồi, 380. Như là bán hai con rồi. Em về bán nhẹ hai con đó là lấy vốn. Có thể lời, còn con chưa bán nữa. Còn con để đó nữa bán là lời thêm đó. Combo 5 380k. Combo 6, combo này cũng rất là hay nha nè. 420. Bộ này thì nó mới lắm. Dây bọng rồi mới hết, về là chỉ có bán thôi hoặc là đeo thôi. Chứ không cần phải làm bất cứ cái gì thêm nữa cho.
con này hàng Nhật nha, vỏ vàng đẹp lắm, vỏ vàng ôm nha anh em, dây vàng vỏ vàng, dây đeo thôi, dây da còn xịn, đeo ok, đầu dây 18, ba đen, thấy cái mặt trời mọc là biết của Nhật rồi, xe 31, đó, con này đẹp lắm mà, một con, tiếp theo là con dung sành của Quega của Citizen nha, vỏ đồng mà cọc số La Mã nha, đó. Hàng mới Nhật đang hoàng gia banh đang hoàng anh em, GN0S Citizen vỏ đồng. Vỏ đồng này thì anh em đeo không lâu đời mà nó không có bị nổ, bị dạng như bị gỉ giống như cái vỏ mà vỏ si nha anh em. Nó hay vỏ đó đó. Mấy con vỏ đồng này nó hay vỏ đó đó. Này 32. Kẹp luôn cái này coi. 7 ly thôi. Đó, cọc La Mã đẹp nha. Dây ok. Thì ba con này. Rồi con thứ ba là con này, con này còn tem mát luôn, con này của nữ nha em, con này mới ra có bán nhiêu có 2.700 miên nè, sale xuống còn 2.400 đó. Cái này là do mình cậy nè, nắp nó thích quá mình cậy nó chạy chứ không phải là gì, nó còn tem nè, hàng chạy máy Nhật đàng hoàng nha em, chạy máy Miyota đó, đẹp lắm. Kính lò này về cho mấy chị mấy em đeo rất là đẹp nha, thì nó có mình cậy nó chạy thôi chứ không phải là gì. 28.000 nè, 28 vuông máy tinh, thì ba chiếc này cái giá là 420 đó, em thấy hợp lý thì anh em ủng hộ mình nha. Bình thường thì mình bán chiếc này không là 250 rồi, 200 250 rồi nè, này cũng vậy, này tệ lắm thì bán cũng được 200.000 đó, còn con hay làm lợi đó. 420 combo 6 nha nè, 420 combo 7, combo này 400 nha nè, gồm có 3 chiếc, combo này cũng rất là hay nè, combo này cũng mua cũng rất là ok, cũng rất là ngon. Chiếc đầu tiên là một chiếc Woken nha nè, vỏ đồng, cái này quyền quy của Citizen này đó, em thấy vỏ đồng không, không bao giờ bị nổ bị gì hết, có đeo và đeo thôi, kiến thì có chè nhẹ một hai vết đó, thì nó còn dây ok hết, đeo ok thôi. Mấy này đầu dây 18 luôn, 31 nè, tay nhỏ đeo 16 cho lại đeo ok lắm, đẹp rẻ nha anh em. 31 một con thứ hai là con này, con này của Nhật anh em, tiếng Nhật đó. Nó làm cái mặt rất là đẹp, nước vàng còn rất là ok nha anh em, dây vọng mà cũng còn đeo ok hết. Con này xe nó nhỏ thôi, 30 nha anh em, dây 7 ly thôi. Con thứ ba là con tăng vàng, con này chạy máy Nhật nha anh em, dây tông sạc tông hết nha, Túc Marlin đó, chạy máy Nhật đàng hoàng như nào. Con này mình bán ở mình như 220 250 gì đó, một con này thôi. Xây 26 vậy 7 ly 8 ly thì con này hộp nhãn thì nên mua, bàn này có 400 mà anh em thấy con này, anh em bán con này với con này là lụm tiền rồi, bốn đó, còn con này lời ba con 400.000. Combo 7 400. Thì anh em xem video anh em cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha nè, thì anh em bấm vô đăng ký thôi. Anh em đăng ký kênh thì anh em sẽ nhận được cái thông báo khi mình ra video mới nha. Nếu anh em mà muốn mua hàng bên mình thì nó được cái thông báo đó, thì anh em coi sớm thì cũng có nhiều hàng đẹp còn nha, để anh em coi trễ quá nhiều khi hàng đẹp mấy anh mấy chị mua trước thì em mua không được. Cái combo 8 nha nè, combo này có giá là 350k, gồm có 3 con, combo 8, combo này cũng hàng hiệu không nha. Con đầu tiên là con này của về cho mấy em nhỏ nhỏ đi học hay nè, rất là mới luôn, còn xi nhi lông đó anh em, hàng này của Citizen đó nè,
đó, GN4S da băm nè, mông đứt sấy nè anh em, dòng này dòng chống nước, có dạ quang, con này có dạ quang, test thử. Dòng này dòng lặn á, chống nước 23 lắm, mua về cho mấy em đi học đồ đã lắm, liền có xây luôn á, đẹp hết nha nè. Còn tem ni lông thì nó rất là mới thôi, con này xứng đáng đồng tiền, xây gần 30 rồi nè, 29 mấy rồi, dây cao su nữa, dây này mua về cho mấy em đeo đi học là đẹp lắm nè. Một con nha. Con tiếp theo là con Quattro Audi nha nè, nó Quattro Audi còn khá là ok nha, dây nhờ dây thép. Đó. Mông còn siêu ni lông thì da banh mô nha anh em, thì độ mới nó thì anh em hiểu rồi đó, mông còn siêu thì nó cũng rất là đẹp thôi. Đó. Để thời gian thì nó có hơi bị dơ dơ, anh em về vệ sinh thêm nha nè. Cái này mà con này có xe ngang là xe 33 nha anh em, nó tính hai cạnh này 33 nè, 32 33 nha. Đầu dày nó khoảng 7 ly thôi, con này đẹp, còn siêu thì còn mới lắm. Con thứ ba là con này thì con Seiko, cái combo này anh em không mua là tiếc nè, con Seiko đẹp lắm, Seiko ba ngọn nến nha. Cái này đang bị hết pin như nè, để mà mình thay pin lại như nè, con này không chạy tốt lắm, nó đang hết pin thôi. Hàng Nhật trên dưới có lấm tấm dày vết, còn mặt đẹp như nè. Seiko nó đang bị hết pin, xe ngang xe 23 nha anh em, thì ba thằng này 4 350 nha anh em, anh em thấy hợp lý anh em ủng hộ mình nha, ba thằng này 350 anh em bán con này với con này, hai con này thôi là còn dư con này đó, giá quá mềm mà nè, có hai con hàng hiệu luôn, ba con luôn. Combo này đáng lẽ mình bán 400 mới đúng, mình bán 350 thôi, nên em dễ mua nha, rất là dễ mua luôn rồi đó, 350k combo 8 nha. Thì ví dụ như mà đồng hồ mà nó có trục trặc á thì mình cũng báo nha nè, ví dụ như để lâu quá nó không chạy hoặc là này kia mình cũng báo, ví dụ như con đó mình thay pin nó không chạy mình cũng báo lại anh em, ví dụ anh em có mua thì mình báo rõ tình trạng hoặc là mình giảm giá xuống thì mình mua bán rất là rõ ràng gì cái vấn đề đó nha anh em, đừng an tâm nha. Quên ở tên đây, combo 9, combo 9 anh em, mình lên cho anh em ba con này có giá là 450k nha anh em, combo này cũng rất là hay nè, nó hàng cũng hàng có danh tiếng không nha nè. Con đầu tiên là Amba, con này gin dây phá hết đó, gin dây phá, dây còn dài nha anh em, hàng gin dây phá hết, chạy máy Nhật đàng hoàng nghe, lắp ở chung. Con này đặc biệt nó có đèn đẹp không, kính chưa chạy gì đâu, có vết lông mèo nha nè, chứ chạy nặng thì không có đó. Lông mèo nhỏ nhỏ thôi, để con này nó quẹt con kia nè, anh em về đeo bình thường không có gì chứ. Xe ngang con này 35 nha anh em, con này nó đơn giản nè, đeo thêm giờ cày cuốc đi làm đi này đi kia nè, chạy chỗ khỏi sợ gì hết, nó rẻ quá. Hàng ba là hàng của Seiko nha em, mình cũng nói rõ cho anh em nào chưa biết nha, nó hàng của Seiko của Nhật đó chứ không phải hàng Trung Quốc nha. Con thứ hai là con này hiệu Seiko, Seiko Awareness nha em, con này còn đẹp lắm đó, dây phá đồ còn đẹp hết nha, vàng rồi còn ok nè, có chóc nhẹ 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 mấy đốm này không quan trọng nha, tay mình đeo thì nó nằm trên này mặt này còn đẹp được rồi, ở dưới nó có chóc vàng nhẹ thôi chứ không có chóc mà kiểu chóc hết như nè, mới mòn nhẹ thôi. Con này kính này kính này kính sapphire nha anh em, dòng này thường là kính sapphire tại vì hồi xưa thì Seiko nó chưa có làm kính hắc led nha anh em, sau này nó mới phát triển kính hắc led thì nó sử dụng kính hắc led, nhưng mà mấy dòng cao cấp thì vẫn trang bị kính sapphire đó. Con này kính sapphire nè anh em, nhìn thấy cái đèn mình chiếu vô không, nó không có miếng chạy luôn, con này là
Ok đó, con này đẹp đó. Tay nhỏ đeo, nam tay nhỏ, nữ tay to, size 30 thôi. Được cái nó hàng xịn sò đó. 6 ly thôi. Đó, Seiko chính hãng của Nhật nè, chạy máy 7N nha em. Có chống từ. Đẹp nha. Còn cuối cùng là con này. Con dung xanh của Quê Gà nè nè. Con dung xanh Quê Gà của Citizen nha em. Đó. Hàng Nhật đàng hoàng nha, GN4S. Đó. Con này đẹp hết nha em, mới tinh luôn. Con này mình bán không là 250 con này đó. Thì đó. Nhìn cái mặt đã không? Cái đèn vàng đó anh em nhìn cái là cưng liền, ưng liền. Quá trời đèn vàng đẹp. Mặt mày chưa có miếng chày nữa nha em. Con này đeo ok thôi. Này xây chắc cũng 30 rồi. Nhìn cái form là biết rồi. Được 31 không? 30, 30, xe 30 á. Vậy đi. Núm vàng, niền vàng, đồ đẹp hết nha. Dây còn dài lắm, khỏi lo. Nó ba này có 450 anh em. Nó ba này có 450, bình thường bán hai này không là đủ 450 rồi. Và có bán hai này không đủ 450 rồi, còn dư lên này đó anh em. Đó, combo này quá trời xúc nó rẻ rồi. 450 ba con. Combo chính nha anh em. Hàng còn đẹp chứ không phải là hàng mà kiểu sức mẻ chạy chỗ gì nhiều nha. Tình trạng còn ok thôi. Tiếp theo là combo 10. Combo này mình để cho anh em 400 nha. Combo này cũng có hai con rất là hay nè. Con là layout của Citizen luôn. Hàng đầu tiên là máy Nhật Na Chi Bi nha anh em. Con này mâm có 6 nhẹ nha. Hàng Nhật đó, Saban nè. Máy móc độ ok hết nha. Ngày bữa mình bán không là như 250 rồi. Cho nên em coi thử cái máy gì. Lâu quá không nhớ nó máy gì mà nhớ nó máy của Seiko. Lâu lâu mở máy con nè. Máy này cũng xịn lắm. Máy này xanh dần à. Máy này cái nền nó xanh đó nè. Cái mũ nó mũ xanh. Đó, máy Nhật hết nha. Máy Mikita gì nè. Japan. Cái đóng cái mét Japan thì không khi nào mà chạy máy Trung Quốc nha nè. Đó, hàng bạn kỷ niệm của người ta đó là đóng cái mét này không bao giờ chạy máy tào lao nha. Đó là mình khẳng định luôn, an tâm sử dụng. Thì có 29 ngàn. Nó cọc là mã mặt đẹp đó. Còn thứ hai là con Citizen Lighthouse. Thằng Lighthouse này thì cái máy nó cũng đẹp đó. Nó Lighthouse Citizen đó nè. Con này nước vàng, nó vàng kiểu vàng nhẹ thôi nha anh em. Citizen đó. GN4S. Nó mặt trước sau trái phải là còn đẹp hết nha. Xe này chắc cũng sẽ cơ xe 30, 32 gì hả? 32 nha anh em. Đó, Lighthouse còn đang chạy ngon. Còn cuối cùng là một con này cũng chạy máy Nhật nha anh em. Cute, hàng Cute. Có hình con bướm bướm đậu trên chữ Cute nha anh em. Con này mâm còn xi ni lông. Tại vì đó, hàng Made China nhưng mà giá banh mô nha anh em, chạy máy Nhật đàng hoàng nha. Nó dây dây thép. Khóa hai tầng luôn. Nên em đeo ok thôi, dây thép không gỉ đàng hoàng nha. Cọc là mã mặt lớn. Cute, hàng dễ thương. Con này xe nó xe 30, xe ngang nó tới 36 nha, phân tăng mà xe 36 thì rất là bự. Dày là 90 ly, dày dày mình mong thôi. Nó bàn này. Combo chính, combo 10 chứ. Đó, ba thằng này thì 400k. Đó. Combo 10 nữa. Nói chung mình bán mấy combo thì hàng còn ngon hết nha. Chắc là combo.
hàng rẻ chóc, chạy dưới dốc dãy nè. Tiếp theo là combo 11 320, sale rẻ thiệt rẻ cho nên mua cho dễ, cho nó đi hết đi, nhiều quá ứ quá giờ bán lỗ phải bán chứ sao giờ. Con này hai kim nè, con này như chạy mấy thầy sĩ á, nó hiệu nó chi phanh co gì nè, vàng dữ lắm vàng nè. Con này anh em về phân kim cũng lời rồi, nó bán thu giá phân kim luôn. Con này hàng Nhật thì đa số nó bọc vàng, nó xi mạ vàng thiệt không à, mà như chạy mấy thầy sĩ, mình nhớ nó chạy mấy thầy sĩ đó. Chạy hai kim mà nên mở máy nha nè, chạy máy thị nha, máy như máy này máy ISA. Đó, cái chỗ nó đóng trên đây nè, máy của thầy sĩ nha nè, bán quá rẻ rồi đó. Máy thị một con hôm dáng đẹp nha, nó chạy rất là chuẩn nè, cái này là gần 2 giờ phi rồi đó thì nó cũng chạy đúng nha nè, nó mình chỉnh nó chạy không gài được mấy tháng trời rồi đó. Hàng chạy ngon lành hết, xe ngang này 31 như nè, vàng còn đẹp á, 7 ly thôi, vàng con này trên dưới trước sau đẹp hết nên không có mòn gì đâu, đó, mới tin nè. Hai kim, máy thị sĩ, con thứ hai là con Opel, con này thì anh em chơi đồ si nó quá gành, nó là dòng phổ thông của Nhật nội địa, chắc cú nó sẽ chạy máy Nhật. A be led này in China được lắp ráp ở chung nha anh em. Cái đó là anh em nhìn để tưởng thưởng là hàng tàu nha, nó vỏ si nhưng mà còn mới tinh nè. Xe này như cũng rất là lớn nè, xe 38 240 36 35.5 nha anh em, gần 36, chắc 36 thôi. Tưởng đâu xe 38 chứ. Tờ 9 ly. Đó, đồng hồ nè, dây còn đeo ok luôn. Opel nha, mới tin mà. Đó. Chứ không phải hàng sale, hàng chạy gì trong chảy nha. Tiếp theo là con này đẹp nè. Con này hàng chạy máy Nhật luôn anh em. Nó chạy máy Nhật đen á. Nền khía, nền vàng lắm luôn á. Con này mới tin nè. Mong nó còn sale mới gỡ ra. Sau lưng có chày dây nè. Đó, thằng này đeo mặt vàng, nguyên một tấm vàng luôn anh em, bự lắm. Form Golet 34, nó đẹp không? Ba này bán có 320 anh em. Bán sale sập sàn luôn. Rồi còn mấy thị sĩ đó thôi là bán có hổng là 200 mấy rồi đó. Bán cho nó đi hết luôn. Đó, combo 11 320 rẻ quá rẻ. Combo 12, combo này có giá là 300 anh em. Combo này cũng rất là phải chăng luôn à, 300.000. Con này hôm mình bán 250 rồi đó anh em. Con này bỏ mình bán 250 cái gì rồi nè. Con này chạy máy Nhật. Da banh mô này mình cũng không cần tháo tháo máy đâu. Con này vỏ nó dày nặng lắm. Con này đeo xem giờ chơi thôi chứ lịch nó bị hư anh em, mình cũng báo cáo lịch nó bị kẹt trong á. Anh em về ra thợ chỉnh cái lịch này nữa là ngon đó. Con này form đẹp lắm. Form nó nhìn nó kiểu thời trang nó mới mẻ nè. Xe ngang tới 4 mấy rồi. Mình lên tay nè, đeo thấy nó lực lắm. Này của nam nha. Có gì nè. Mặt mày kiến rồi chưa chạy gì đâu đó anh em. Nó kỹ nha, đó, đèn chiếu vô nè. Chứ không phải là bán hàng sale, hàng nó xấu quắc đâu nha nè. Đẹp á. Một con. Cái hai cái mặt này về lên dây nha em. Mặt này cũng mới tinh nè, không có gì hết trơn. Mặt này khảm đá chưa rớt viên nào luôn. Cái mặt này lên dây là bán cũng mắc rồi. Mặt này cũng nặng chứ không phải nhà hiệu nha. Đẹp hết. Con này về lên cũng dây anh em xài thôi, hoặc là nó bán mặt nó hay lắm. Đá chưa rụng viên nào nha. Con này xây tới 38 luôn. Con này đẹp nè. Này này thì Dũng chạy máy nhật đen á nè, đó nè, để nè anh em, giá banh mô nè anh em, máy Nhật. Con này đá cũng chưa rớt dựng nào nha, phom tăng đẹp. Con này về em lên cộng dây nè đeo thôi. Xe 35 ngang đó. Đầu dây thì có 18
đó, da banh mô đàng hoàng nha, máy tinh nè anh em, không có miếng sét miếng móc miếng nổ gì chân nha anh em. Đó hàng mặt si nhưng mà nó đẹp, còn đẹp chứ không phải là nó xấu. Đó. Mình đeo bên tay này cũng chào bá luôn chứ không phải nhỏ đâu. Nó gì nè, chạy máy Nhật, ba con này bán có 300 anh em, bán sale sập sàn luôn, 300 ngàn anh em về lên dây bán hai con là ghi 300 mà. Rồi bán con màu tím là hơn em bán phải được 300 luôn. Đó. Rồi để anh em xài cũng ngon, combo 12 300 thôi. Còn cái combo đã bán lỗ vốn, combo đó mình mua vô ba con đó hình như là 400 500 gì đó, giờ bán có 300 để quá phải xèo rẻ thôi nè. Combo mấy con đó, combo 13 cũng 400k không, combo này thì cũng có mấy con ngon, mấy con hay hay không à, mấy con này hàng hiệu mà là mã đẹp nè, đó Anclan 2 nè, còn mới cáo nha nè, con này chạy máy của Hồng Kông nha, đó Hồng Kông mô, con máy nào nó mấy đó hết chứ không có che giấu gì chứ, con độ mua được mua thôi. Mấy Hồng Kông thì cũng chạy đúng giờ chứ không có xài gì đâu sợ, đeo cũng luôn 5-7 năm cũng mới giống nhất, không biết hư chưa nữa chứ từng cái Hồng Kông mà nó dở nha em, nhầm mấy Hồng Kông chà bá lửa luôn, chân kính nhóc chân luôn, 31 7 ly nó Hồng Kông đẹp không, bên hông chợ lớn là hoàng nha. Tiếp theo con này con độc lạ đó, nó nhìn cái mặt nó dạng như nó giống như một cái ký tự của người cổ rồi nè, con này cái hiệu gì cũng hay nè, nhìn gì chắc không phải là đồ dởm. Con này thì như hôm mình bán nó cũng 2-300, xe 36 ngàn, dây dìn của nó luôn nha, dây da đó mỏng đó. Con cuối cùng con này, con này chạy máy Nhật đầu lâu đẹp nè, con này còn nguyên cái tem luôn nha anh em, chưa bóc rồi. Cái nút chỉnh ở trên đây nè, em rút lên em chỉnh thôi, rút xong nhấn xuống nút chỉnh trên đầu luôn, con này xe chờ bá luôn, 39-40 rồi, con này bự lắm. Thì ba hàng này bán 400 ngàn thôi, hàng đẹp đẹp không nha em, bốn xị. Rồi combo 13 có giá 400 nha nè. Tiếp theo là combo 14, combo này có giá là 420. Combo này mấy con cũng ngon ngon không mà. Sale luôn. Đầu tiên con này, con này hôm mình bán 250 rồi. Con này hôm chốt đã rồi không nhận thôi bán luôn. Cha led woget này kiến nó có chạy nè. Nó hai lịch đàng hoàng nè, kiến nó dạng giống mấy con máy cơ đó. Thằng này thằng thép nó a tên lết tiêu thép không gỉ, mong đứt sấy đàng hoàng đó. Không trái không phải đồ trên dưới trước sau đồ còn đẹp hết nha, dây nhựa đồ ok dài lắm, đeo bình thường form đẹp, ngày về đánh cái kiến nữa là mới tin thôi, còn nhiêu vỏ nó còn đẹp hết chưa bị gì. Chà lép phone ghét thì hẹn cũng có tiếng nữa nè, xe 34 10 ly chà lét forget mặt xanh đẹp. Tiếp theo con thứ hai là con nữ nè, con Oren nè, Oren vỏ thép, Oren thì quá quen thuộc rồi, Oren a stainless steel thép không gỉ hết nha em, hàng này mua về mấy con này mấy chị mấy em đeo ok lắm đó. Mặt nó thanh lịch thôi, nó kiểu đơn giản, cần 25 nha em. Con cuối cùng là con này ấm bà la Crown, Royal Crown mới tin đây nè. Con này chạy kim nung xanh nha nè, kiến còn đẹp chứ chạy xước gì nhiều đâu, xây cũng 33 đó.
Gojan cà rau bên tay cũng ok thôi. Thì bàn này mình bán có mấy trăm ngàn nữa nè, nó 420 à. Hai con này thôi đủ tiền rồi, con này thôi mình bán có 200 mấy, con này 200 mấy nè, còn dư ra con này 420k combo 14 nha nè. Bây giờ mình bán hành lý cho nó hết cái ứ nè. Anh em xem video rồi cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha anh em, hoặc là một lượt like. Thì mình cảm ơn anh em nha. Đó, mã combo 14 giá 420 nha nè. Tiếp theo là mã combo 15, combo này 300 ngàn thôi. Combo này cũng khá hay ho nha, 300k có cà tia luôn nha. Đầu tiên là con này hàng Devila nha, hàng hiệu đó. Hàng này cái vỏ nó dày lắm, nó stainless steel, vỏ thép không gỉ nữa, nó làm giống mấy cơ đó nè. Đó nè, thấy vỏ đẹp không, vỏ thép trắng đàng hoàng nha, chạy có dạ quen hết. Con này mặt nó cái nấm nó làm hay lắm nè, nấm giống Dương Niệm á, Dương Niệm C33 nha anh em, xe vậy cũng không nhỏ, cũng vừa đó, nó làm quá dày. kính lòi luôn, mình cục thép. Con này như dạ quen, nó kim cọc gì có dạ quen, test thử chơi coi. Sáng trưng đẹp không, dạ quen này nên cái chắc cái đồng hồ rất là cao nên mới có dạ quen này nha đó. Chứ đồng hồ tào lao không bao giờ có dạ quen này là mình khẳng định. Một con thứ hai, con này hình như là full titan, ốp full thép, a stainless steel, có cái logo hình này nè, sản xuất tại Nhật luôn anh em, chống nước 13 lăm lít sấy, da banh nè. Con này chạy máy của Seiko, con này có giả quen luôn, hàng này hàng hiệu đấy. Hàng này như có mình có bán một con sáo kim của nó rồi, cũng cái hiệu này nè, giả quen nè, xuất sắc không. Con này cho mua về cho mấy em đi học đeo rất là đúng bài nha, dây thép cuộn thôi mà phá xịn sò hai tầng, dây còn dài, mày xài mặt nó cũng nhỏ nha nè, mua về cho mấy em trai bé trai đeo đẹp, màu này cũng đeo nó ngầu 31, có một ô lịch nha, lịch đồ chạy ngon lắm đó. Dạ quen tới giờ này còn sáng đó, chuẩn mới tin. Tiếp theo là con này Cartier nè, Cartier Nhật nha, có lịch đó, nó bị mất một ngóc hai ngóc ở trên mặt đây nè, em về gỡ mấy ngóc dưới gắn lên giùm mình nha. Dây thép thì lúc đặt thôi, bộ dây này đẹp nè, Cartier có logo luôn nha em, Cartier auto mà tiêu mà tích gì đó, mà máy pin. Lúc mua con này như 150, 150 200 gì, con này giờ bán 3 con thì có 300. Con này như lúc mình mua con này như cũng 200, con này cũng 200, 200 gì, lấy hàng về giờ bán 3 con 300 nha nè. Combo 15, 3 con này 300, 2 con vỏ thép, 3 con vỏ thép. Rồi, tiếp theo là combo 16. Combo này có giá là 400 nha anh em. Combo này cũng hàng xịn không à. Seiko, 2 3 con Seiko lượt luôn. 2 con Seiko với 1 con máy V8 của thằng Casio nha anh em. Combo này ngon nè. Tiền máy không đã qua tiền cái ấy rồi, Seiko Spirit, con này cái mặt có chạy nha anh em. Em gì spa lại nha. Dây đẹp. Bản kỷ niệm Seiko Spirit, con này cái bản gì mà toàn là tiếng Nhật không anh em, bản không có tiếng Anh luôn. Spirit này thường cái mặt nó là 34 nha em, niền vàng còn ok, kính có chạy, mua về mình lấy máy con này cũng được, hoặc là mình tăng trang lên mình đeo nha nè, size 33 đó, Spirit. Con tiếp theo là con này chạy máy V8, ghim dây phá hết này dính dơ, vệ sinh thêm nha nè, Casio Angren dòng cao cấp.
chạy máy quay 8, con này bị kẹt lịch anh em, con này bị kẹt lịch rồi, bị kẹt lịch rồi anh em, chỉnh lịch nó không có lên nha. Đó. Chỉnh lịch không được luôn, nó bị kẹt chóng. Xe này cũng gần cái 33 nha anh em, con này vỏ thép nè, vỏ thép không gỉ, máy quay 8 đàng hoàng đó. Đó. Hàng da banana té lịch tiêu, thép không gỉ, con này máy xanh chạy bá, là mình gửi cho anh em coi nha, nó phải có chứng cứ đàng hoàng. Máy quay 8 cái máy không bằng tiền ba con này nhập lại chưa bằng cái máy nữa. Máy tinh mà nó bị kẹt lịch thôi, anh em về thợ thầy chỉnh lại cái mộc. Máy quay 8 vỏ thép nha, Casio hai con, con này đồ xây cái cây 33. Mã cuối cùng cũng là một con Seiko luôn, con này mặt đẹp dây xấu, con này mặt kính vô chày luôn á, vỏ vàng chưa miếng mòn nữa, này dính dơ thôi nha anh em, tán lịch tiêu lắc. Con này được xi mạ nha anh em, 3 xe mê thồ đó. Thép không gỉ cộng 3 xe mê thồ, mỏng nha, đẹp lắm. Seiko Lucen nền vàng đẹp không, có chữ Lucen trên đây nữa, nhìn đã không. Con này anh em về mua thay bộ dây da là đeo đẹp, con này được cái phá zin nha anh em, phá Lucen nè, phá zin còn luôn á. Con này xe ngang xe 30 cho nè, 31 30 vậy thôi. Rồi ba này 400, hàng cũng xe cồ với một con máy 18 mà con đang hoạt động nha. Hàng này ok, con này kính chày, con này lịch bị trục chặt thì máy 18 ba con 400. Mã combo 16 nha nè, 400k combo 17. Combo này cũng 400 luôn, cũng có 3 con. Ba này thì về thì sử dụng được liền thôi. Con đầu tiên là con này chạy máy thị nha anh em. Con này kính có chày, phom tăng đẹp nè, kính có chày và vết thôi. Tổng thể thì còn ok. Đó, switch thì sỉ nha. Cho anh em coi máy luôn. Ngại gì mà không cho. Đó, máy switch đàng hoàng nha anh em, máy switch mà máy cấp thấp thôi chứ không phải là máy cấp cao. Cấp cao máy vàng, máy trắng cái máy này. Switch thì sỉ, nấm tính đá, phom tăng đẹp nha. Xe ngang xe 26, 25, 5 chấm mấy. Độ mỏng nó thì cỡ 7 ly gử thôi. Switch lên tay nè, đó. Đẹp không? Một con. Con thứ hai là con máy tinh anh em, con này nước vàng còn 10 điểm. Nước vàng con này quá xuất sắc. Đẹp không? Mình quay là mình quay thực tế anh em, không chỉnh làm đẹp. Anh em thấy tay chân mình nó văng tay đồ còn nguyên hết, không có bị cạ nha anh đó. Thì có chạy có xước gì anh em cũng thấy hết, chứ mình không có quay làm đẹp để cái đồng hồ mình nhìn vô đẹp nha anh em. Nó mình quay thì đẹp ra đẹp, xấu qua xấu. Mình đậu mình mua được thì mình mua. Đó. Chứ mình không có chỉnh làm đẹp, quay nó sát cái thực tế lắm. Đồng hồ vàng này đẹp lắm nè, xe 33 đó. Cái này không đủ tiền rồi, cái đồng hồ thường mình bán 200 mấy, mình bán 207, 208 cái này. Phiên quay Citizen vàng nha, Citizen Watch Core đó. Con này cái dàn sớ nó còn nguyên luôn nè, mới tin nè. Hai con. Con thứ ba là con AL3, con này của Seiko nè, con này vàng cũng còn rất là đẹp, mặt trước nha. Mặt sau thì bị ghẻ chóc mớ chỗ này nha anh em, thì đeo cũng ok thôi. Hàng này sản xuất tại Nhật luôn nè. Thì nó dạng coi máy cho nó máy nó giữ không. Nó bị sau lưng thì mình đeo ở mặt trước không ai thấy nha anh em. Nó cũng ghẻ. Về mình sử dụng ngon, con này hai lịch nè. Máy cũng bự, máy cũng vừa phải nè.
chứ không nhỏ. Hàng M3 của Seiko đó, thì ba thằng này được thấy hai lịch nè, mặt trước đẹp đó, mặt sau xấu chỗ này, còn lại đẹp. Thằng này như xe 34, thường thường nó xe 34 nghe nè. Rồi ba thằng này bán cũng 400 luôn anh em, có con giữa đẹp nhất. Thì nói chung ba thằng này cũng còn liền lạc lắm, đeo ok thôi chứ không có gì chứ. Thằng nó có cái ưu điểm riêng, con thì mới đẹp mà không có lịch, con có lịch thì sau lưng 26, còn con phom tăng cũng đẹp, máy thụy sĩ có chạy xước kính nhẹ đó. Ba thằng này gì là xài thôi 400.000 thôi. Tiếp theo là combo 18, combo này 500 nha anh em, combo này 500.000. Combo này gồm có 1, 2, 3 con. Cũng 3 con luôn nha anh em. Mà hàng nó đẹp, có chất lượng. 500 ba con này. Con này đầu tiên là con này. Con này hết bán hình như cũng 208, con này là hết bán 300 mấy rồi. Cứ lên dầu nhẹ nha. Nguyên miếng vàng cho bá luôn á. Mặt thì mặt màu cà phê đó. Philips chu nho. Kim gọc có vẻ quen, mặt màu cà phê đẹp nha anh em. Con này thân thép đó, em nhìn cái hông của nó còn mới dữ không, nó logo có nấm nè, có nấm có logo chứ đó, mặt sau lưng nè. Con nó không để bằng chất liệu gì ta, chắc vỏ thép, vỏ nó nhìn cái răng này vỏ thép chứ không có đường nào inox được bóng gì chứ. Dầu quen cũng còn khá là ok nha em, nhưng nhìn cái màu này màu thép nha, không phải bằng xi nha em. Dây khóa zin vàng còn ok mà bị lên dầu nhẹ mấy đốm đốm nè. Con này đẹp nha, mặt 36 luôn, dây còn dài lắm nha anh em. Một con thì 500.000 thì nó có giá trị của 500.000 nha. Tiếp theo là con này ghi code, con này mới dữ lắm, mới con này còn tem như chưa bóc nha em, hàng tồn kho máy Nhật luôn. Ủa, sản xuất tại Nhật, stainless steel toàn bộ, thép không gỉ, chữ GB đầu là được mạ vàng đó. Cái vàng nó vàng nhẹ đó nè, mình thấy mấy cái đường vàng của nó nằm ở cặp cái này nè, nó thấy không, nước vàng cũng mới. Con này còn tem thì độ mới nó được khẳng định rồi, nó mới tinh luôn nha. Của thằng Ricoh thì anh em đeo nó cũng rất là ok thôi, nó hàng của nó cũng bền bỉ lắm đó. Xe 31 con này đẹp nè, 6 ly đó, con này cũng rất là xuất sắc, xe nhỏ đẹp. Tiếp theo con Casio, con này thì kính có sức lông mèo đó, mà có được hai lịch, mặt sau đẹp nha. Hàng này sản xuất tại Nhật anh em, da băng C nha, nó chưa bị ghẻ chóc mốt méo hay cái gì hết nha, còn liền lạc đồng hồ lắm. Thằng này thì dây thép, dây zin nha anh em. Anh em mua này đeo rất là thành lịch, nó chạy chính xác đó, như lịch đồ còn ngon lành hết đó. Đúng đắt, một dặn xuống là lịch nhảy nè, dặn lên thứ nhảy đó, chuẩn hết nha anh em. Rồi xoay con này cho, xe ngang xe 30 nha anh em, không tăng mà 30 thì không có nhỏ đâu, độ dày 9 ly đó. Ba này 500 nó thì có còn mới không à đó. Em về bán hai con thì em lấy vốn rồi, nó bán này với này lấy vốn này, con này bán không tệ lắm, cũng 200 một con không đó. Thì mình có bán rồi, con cam như mình bán không 300 thôi, thì anh em thấy hợp lý thì ủng hộ mình nha. Combo 18 500 hai con rất là ok. Combo 19 có giá là 450 nha em, combo này cũng rất là hay nè, 19 450. Combo này hàng nặng không nha em. Con này hàng điện tử của Freeway, con này siêu tầm hay nè, nặng chịch rồi. Hàng điện tử của Freeway Citizen nha em đó. Hình như nó có đèn, có nút like nè. Đó đèn xanh dần nha em.
bấm cái lên liền nha. Đó. Nút này nút mod nè, nó chỉnh ngon là hết nha, nhiều chế độ lắm anh em về tự tìm hiểu nha anh em. Đó, 6 giờ 28 phút thứ tư ngày 21 tháng 7 thì anh em chỉnh lại nha anh em. Ta tớp reset đồ nè, hàng này hàng điện tử mà cổ 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 đại anh em, dây phá zin hết của nó nha, dây dài lắm. Một con thứ hai, con này hai lịch, con này như thép không gỉ toàn thân đó, rau ren chống nước mừ ATM có nấm nó sát quá nè, nấm sát móng tay mình cắt hết rồi không rút ra được nha. Con này hình bao nó vào full chức năng, hàng này hàng thép không, thép không gỉ. Móng tay mình nó sát quá nè, móc vào không được rồi. Này là không gỉ nha. Đó. Chống nước mượn ATM. Xây cũng vừa phải nha, hai lịch. Hai lịch. Con này xây 32 thôi. Có vẻ quen luôn á, con này thép không gỉ mà xây nhỏ thôi nha. Dây này dây tay có 16 à. Con kim thì sáng ốc nổi luôn. Dạ quang siêu đỉnh, vỏ thép nha, đúc đặc luôn anh em, phóng đồng hồ này cao. Tiếp theo là con thứ ba là con này, con này cũng ok lắm mà, water reset gì chống nước hình như là tới 200 m. Hàng này cũng thép không gỉ nguyên con anh em, nó dòng là dòng lặn đó, chống nước 200 m, dây thép đúc đặc luôn thì rất là ok, dây đẹp lắm anh em, xương cá. Con này dài, dài dài nha anh em, khỏi lên tay niền, có xây có dạ quang cho anh em luôn, dòng lặn một ô lịch, một ô lịch nha, núm là núm cổ chai luôn anh em. Anh em rút ra chỉnh thôi, nó nhận lên lịch nhảy thôi. Con này xây dựng 34 nha nè, 34 35 giờ. À. 33. Tính cái phần ghì luôn chắc 34 á. Dễ dài nha anh em, đó. Thì ba thằng này mình bán 450 nha anh em. Anh em thấy hợp lý, ủng hộ mình nha. Nó vỏ thép không à. Con này chắc vỏ xi cái mặt mà còn còn chưa bị nổ nha anh em. Chạy cũng ok lắm. Bà con có hai ghi vỏ thép không? Thôi được, nó rớt rồi. Ba con. Mã combo 19 nha nè, 450k. Còn con 150. Tiếp theo combo 20 400. Con combo này gồm có ba con, bốn con nha nè, bốn con đồng hồ giá 400. Con đầu tiên, con này dây nó làm kiểu ôm tay nha nè, lên tay đẹp lắm, chỉ có đeo thôi. Con này đặc biệt nó phá cách ở, nó làm số 8 nha nè, số 8 chà bá, còn cái mặt nó quạch. Con này liền lạc đồng hồ lắm, dây nè, con này cũng hay lắm nha nè, test thử có dạ quang, mặt nó nền xanh nha anh em, nó dạ quang hai kim thôi. Xe ngang của con này cũng khá là to, hay không không to, hay tăng không to như hình oval. Con này mặt còn đẹp lắm, chưa có bị chạy xước gì, kính còn đẹp nha, chưa chạy miếng nữa. Ngang 31 độ dày 11, con này ngon lành nha anh em, chạy chuẩn giờ luôn. Dây nè, dây khóa zin thép không gỉ. Rồi một con thứ hai là con này hình như hàng Bulagi. Bulagi biết hàng gì nữa,
Bulgari. Bulgari mặt thì giống như quơ sạc. C33 nha anh em. Để tấm ly vậy thôi. Bulgari. Khóa ghi luôn nha anh em. Bulgari nè. Hai con. Tiếp theo là con này. Con này là Red Polo Box Club gì nè anh em. Con này không tăng nha. Con thứ ba. Xe ngang 24 gần 25 nha anh em. Về mặt càng cũng khá dài nha. Càng là tới 36. Đó. Tình trạng chạy ngon lành nha. Kiến chưa chạy. Trái phải trên dưới trước sau còn tem như lông nha anh em. Còn tem thì đẹp. Ba con thứ tư là con này. Gojan Crown, con này kiến có chạy, nó thông báo kiến có chạy nha. Vỏ thì có dơ dơ chứ không có phải bị bong bị nổ nha em đó. Mặt sau còn ngon. Chống nước 30 m. Dây còn đeo ok. Mặt thì cũng lớn, con này về thay kính nha. Đánh kính lại. Ngang 30 34 như nè. Vậy đi. Thì bốn con này có 400 nha. Bốn con 400 nha. Nó buộc là ghi. Nên thấy hợp nhãn thì em ủng hộ mình nha. Cho vô bọc luôn. Anh em xem video cho mình xin một lượt like nha, một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Đó, mình cảm ơn anh em nha. Combo 20 400k. Combo 21. Combo này có giá là 320 nha em. Nó gồm có 3 con. 320k thôi. Vậy combo này giá cũng phải chăng. Nó có con thị sĩ nha. Con đầu tiên là con quy quy này còn mới lắm nha. Quyền quy của Citizen nha nè. Trái phải trên dưới còn ok nha. Đó. Thấy không? Mặt xi nhưng mà còn đẹp. Thằng Citizen thì anh em đeo bền đó. Kính có chạy nha. Chạy đường mà lông mèo thôi. Để xa gì không thấy không? Cọc vàng đẹp. Con này xe ngang xe 33.5 nha nè. Xe 34 33 33 đúng. Dày 7 ly rưỡi. Dày còn dài lắm nha. Citizen Q&Q. Con thứ hai là con Aureoli. Con này hàng thị sĩ. Dây titan, mặt titan luôn nha em. Mặt vàng. Đó. Chống nước 100 m. Mông đít sấy luôn. Aureoli mông đít sấy titanium, máy thị, máy nhật chứ, da banh mô rồi máy nhật, titan full hết nha. Con này xe ngang 33 cái thứ quậy nè, 33 nha nè, 33. Con này form đeo cũng ok lắm nè, form quan cũng khá bự, 38. Kiến con chèn cũng vết đây thôi, gì không ai để ý đâu. Mặt con này mình soi có dạ quang gì không anh em. Thường thường mấy cái mặt này ưa có dạ quang hết cái mặt. Con này không có dạ quang gì anh em. Kim vàng bắt sáng thôi. Con thứ hai là con cuối cùng. Con này. Con này Cabana da banh mô chạy máy nhật anh em. Có dày đẹp không? Mông đẹp không? Stainless steel lắc, con này mặt xi nhưng mà còn rất là mới nha anh em, thấy nó chưa có bị ghẻ chóc hoặc là bị nổ, bị bong chóc gì hết nha anh em. Về chỉ có đeo thôi. Không cần tút tác gì làm thêm gì con này hết. Đó, mặt đẹp. Chạy chỉnh giờ. Máy nhật đàng hoàng nha, da banh mô. C34 gần 35 nha anh em. Con này chắc C35. 34 35. Đang chạy ngon lành cành đào mới tin luôn nha. Hai con
ba con rồi chứ. Rồi ba con này có giá 320. Rồi nó rẻ. Còn Evoli, con quy của Citizen với con đó nữa 320k thôi. Combo 21. Đụng combo này về bán không lời. Thôi luôn. Combo cuối cùng ngày hôm nay có giá là 300. Combo 300. Gồm có 5 con đồng hồ 300k luôn bán, sale rẻ. Con đầu tiên Spirit của gia xích, con này chạy máy Citizen vàng, đó thấy nhỏ chứ có vỏ nha, chạy máy Miyota, Miyota vàng khè luôn nha anh em. Cái máy này không anh em mua là 200 mấy một cái, tôi đang bán trên Shopee, anh em lên check thử nha anh em, máy Miyota màu vàng đó, thì mình mua về mình lấy cái máy này mình có thai cũng rất là dễ nha, nó giá trị nó còn rất là thấp. Một con thứ hai cũng là hàng có danh tiếng Casio mới tinh luôn, dây dài luôn nè, không nè, trên dưới trước sau trái phải đồ đẹp keng luôn nè. Được lắp ráp ở Malaysia nha. Đó. Con này hai con, hàng dây zin phá zin hết nha anh em, thay nhỏ khỏi đo. Tiếp theo là con này, combo này ngon nè anh em, Uban của Amba, có cũ cũ có dơ dơ nha, tổng thể còn ok, lên dây là đeo thôi. Amba của Citizen, cọc số lô mã ở của Seiko. Tiếp theo con này cũng đẹp nè, con này dây cũ chứ mặt mới lắm, đó mặt mới tinh nè, trên chứ trước sau thì mới cáo hết, có dây thì cũ rồi, khóa cũng còn khóa zin nha, về thay dây đeo thôi anh em, đẹp hết nha. Con cuối cùng là con điện tử, con này đang chạy mầm nha anh em, đèn nè thấy không, bấm nhường cái sáng chân nè thấy không. Đó. Con này gì chỉ có đeo thôi chứ không làm gì khác nha, nó bấm vô nè, nó diện như này, nó để thứ cái này luôn, có thứ nè. Con này mình mua cho mấy em đi học, đồ đeo đẹp, mũ còn ngon, dây nhựa còn trắng tinh, mới tinh nha nè. Rồi combo cuối cùng 5 cái này có giá là 300, quá rẻ anh em. Anh em lên dây bán 2 cái để vốn mà, còn 3 cái ghi lời. Rồi cái máy Citizen vàng nó thôi được 200 mấy rồi. Chưa kể con điện tử còn đẹp nữa. Đó. Combo 22 300. Rồi cũng là combo cuối cùng ngày hôm nay nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình nha. Rồi anh em thấy hay thì anh em cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn mọi người ở một clip tiếp theo nha. Rồi bye bye mọi người nha.